về với bản chất. Đi con cái pin drill rất theo kiểu đơn giản nhất. Cuộc chơi đi hơi xa hơn cả thứ mà ta từng mơ về. Bật cho ta con biết và đi con tiếp tục làm thơ nào. Xin chào anh em. Hôm nay Phước đang ở một nơi rất là đặc biệt, một nơi cực kỳ lạ đối với giới trẻ. Đặc biệt đây là một nơi rất là thích hợp cho những bạn mà có sở thích xê dịch, cũng như là khám phá một cái điểm độc lạ cho ngày cuối tuần, dành cho những bạn yêu thích cắm trại, có những đêm cuối tuần thật là vui vẻ với bạn bè. Thì cái điểm này cũng là điểm đầu tiên mà Phước được cắm trại. Dự kiến thì đêm nay sẽ là một đêm rất là tuyệt vời cùng với 500 anh em. Các bạn hãy cùng Phước trải nghiệm điều tuyệt vời này nha. Sau một cái chặng rất là xa từ thành phố Quy Nhơn ra đây khoảng 20 cây số thì mình chạy tầm 30 phút. Có những cái chặng đường khá là gian nan. Các bạn có thể nhìn thấy bánh xe mình rất là bụi không? Thì chỗ này là sẽ là chỗ đậu xe nha các bạn. Mời xe mình đây. Vani xin trân trọng kính giới thiệu với các bạn con chiến mã của mình, người anh em của mình. Thì hiện tại đang có anh em cũng đến đây rồi. Rất là đẹp luôn các bạn, trời ơi, có thể thấy được một cái màu nước xanh tuyệt vời. Đây là hội anh em của mình. Em ở đây mới ảnh nha mà. Đây Robinson. Mắng. Đây là anh Thiệu. Thanh niên chùm camping ở Quy Nhơn. Thiệu 998. Sao ông ca 2K luôn đi anh. Chỗ đây là một nơi rất là tuyệt vời các bạn ha. Mình có thể tắm buổi chiều mình có thể tắm nước ngọt, tắm hồ ở đây. Có những cái dịch vụ khá là độc lạ mà giới trẻ bây giờ cũng đang ở Quy Nhơn đang ghi nhập. Đó chính là những cái shop như thế này, rất là tuyệt vời. Đây là chỗ anh em phơi quần áo. Tắm xong là đây phơi. Kia xa xa kia có một cái ốc đảo này các bạn thấy không? Đó, một ốc đảo đó. Thì ốc đảo đó là đêm nay sẽ bọn mình sẽ tập trung ở đó, vui chơi, ăn nhậu các kiểu rồi sau đó sẽ ngủ ở đó. Mình sẽ nhìn kỹ hơn cái ốc đảo kia nha. Thì cái video đầu tiên này là mình làm bằng điện thoại, quay bằng điện thoại thành ra là nó sẽ hơi mờ một tí. Có hai anh em đang dựng lều ăn nhậu ngoài đó. Đây giới thiệu anh em một cái bàn tự ai chế không? Của Robinson. Lần đầu tiên Phước thấy một cái bàn như này nè các bạn. Được chế từ những cái cây keo lai, những cái nhành cây keo lai. Keo lai thì các bạn biết rồi. Đây là một cái loại gỗ dùng trong công nghiệp chế biến giấy. Giấy để viết rồi đó. Rất là chắc chắn luôn các bạn. Và cực kỳ tiện lợi nha, mình có thể mang đi khắp nơi. Mang ra ngoài cái ốc đảo mà nãy mình có quay đó. Bây giờ là bọn mình đi đi kiếm củi nha anh em. Hello Nam Giang anh em. Đây là xe đạp mình đi chở củi này nha Nam Giang anh em. Ok. Còn cái điều ông lấy là phụ nó đây. Điểm đó rìu đó để cắt thịt. Phi lê, rìu phi lê. Một thanh niên chặt ba thanh niên được. Mẹ. Quay nhảy lên. Mẹ mày. Quay cái quê. Đây. Nhảy xuống nhảy bên kia. Chưa. Này còn chắc quá. Thì khi mà đi các bạn muốn đi cắm trại nó là lần đầu á nên chuẩn bị thêm một cái rựa. Hai cái càng tốt nha. Trong tình trạng này là thiếu rửa quá có một cái à. Đây. Rồi bẻ lên, anh Thiệu bẻ lên, chỗ anh Thiệu bẻ lên á. Rồi ok, tuyệt vời. Xong một cành, bây giờ sẽ tiếp tục khúc tiếp theo. Cái cây này là đủ cháy cho tới sáng rồi các bạn. Đây là cây keo lai mà nó bị ngã. Bây giờ khúc thứ hai là tới lượt anh Tèo chẻ trâu. Bây giờ mình sẽ thử chặt cái cây này nha các bạn. Tính ra là từ hồi mình biết chém nhau là đến bây giờ mình mới dùng lại được. Cầu nguyện quay. Má ngọt không? Mới giờ nói nhiều mất là ngày đi chặt gì vậy? Nó nói nhiều ghê quá. Ủa, nó nhẹ nhàng mà đi nhanh không? Đẳng cấp lại.
Bây giờ mình đang vác khúc củi về anh em. Khúc củi rất là to. Thì mình có 4 khúc cây như thế này. Rồi anh em, bây giờ là bọn mình đang di chuyển đồ đạc qua bên ốc đảo kia. Và tối nay sẽ quẩy tưng bừng một bên đó. Nãy giờ là chặt củi xong rồi, cũng đang ướp thịt và mang gà đồ qua. Còn xa xa kia là cha nội đang đang bơm sấp. Mày gọi là quay tay. Mấy bạn đúng không? Ok. Chỗ này bên bên lên chỗ nào anh? Ở đây bên này. Bên này quay mặt trời mọc á hả? Cố lên anh ơi. Chờ cái bình nước này mặn ơi. Đây là ứng viên ưu tú cho một suất slot diễn viên nam trong ngành công nghiệp giải trí của Nhật Bản. Bên đó 2000 diễn viên nữ và chỉ có 70 diễn viên nam thôi anh. Đang cố gắng nuôi tóc dài rồi, giống cái ông nào ta? Quên mất tên diễn viên rồi. Biết tên diễn viên nữ không à? Biết Yui Hatano rồi. Trời Maria giờ này mà nói con đó nữa là biết lâu lắm con phim. Đây các bạn, đây là bộ đồ nghề của cái trò chơi shop này ha. Nó có một cái ống bơm. Bây giờ mình sẽ bơm ra ha. Còn đây là áo phao. Nói chung chơi gì chơi nhưng mà vẫn phải đảm bảo tính an toàn. Bây giờ là mình sẽ bơm nha. Cái chỗ này là chỗ mình cắm cái vòi vào. Đây, cắm vào đây. Đây là ống bơm các bạn. Ống bơm này, nó có cả cái... Cái này gọi là cái gì anh? Cái này nè. Đồ áp suất à? Đây là logo áp suất các bạn. Mới tra Google xong. Bây giờ bơm nha. Rồi các bạn, sau một hồi miệt mài cũng gần ngày giờ mà nó căng như thế này rồi, nhưng mà để đạt cái tiêu chuẩn quốc tế thì mình phải bơm cho tới khi mà cái đồng hồ áp suất này nó lên 0.5 thì đó mới gọi là thành công, đã có một cái sức tuyệt vời nhất. Ở bơm tiếp đây. Cái này chở nhiều nhất mấy người ta? Sức chứa bao nhiêu? 3 người 4 người. Vậy là tầm 150 ký hả? 150 ký 14 người. Gia đình. À đây. Hết rồi. Rồi bye bye, hẹn gặp anh bên đó. Bây giờ mình đang ở chiếc xà lan cực kỳ VIP, chiếc xà lan màu đỏ. Với sự lèo lái của anh thuyền trưởng. Anh sấp trưởng nha, sấp trưởng anh Tiến. Nguyễn Tiến chủ của homestay 1984. Địa chỉ ở đâu anh? 37B Phan Bội Châu. 37B Phan Bội Châu à. Nói ngay con đường ăn uống luôn trời. Tôi không thể gì chơi nha. Nói chung là cái homestay đó nằm ngay con đường ăn uống luôn các bạn. Ở đường Phan Bội Châu thì nổi tiếng là có sinh tố, với cả là có nem nướng. Này nó thành khu Bùi Viện mới rồi đó. Khu Bùi Viện mới. Trà chanh bây giờ 4 năm hàng trà chanh, nó cạnh tranh. Đúng rồi, bây giờ trà chanh ở đó rất là nhiều. Anh đặt chỗ đó là Bùi Viện á. Nói chung Quy Nhơn là một thành phố mới phát triển thôi, thành ra là có rất là nhiều đường cho các nhà đầu tư và cũng như là phát triển ra những cái trend mới. Ở đây có Gogi, Kichi đồ đầy đủ hết rồi. Bây giờ mình cùng ngắm một vòng của hồ nước Long Mỹ. Nó tuyệt vời như thế nào? Bồng lai tiên cảnh. Long Mỹ ở đây là con rồng ở bên Mỹ nha các bạn. Rồng ở bên Mỹ. Chứ không phải là đẹp gì đâu. Rất là tuyệt vời luôn. Vừa có núi, núi non hùng vĩ. Có cả một cái con suối nằm hình như bên kia. Bên kia, có con suối bên kia. Hồi lâu là em đi lên con suối đó được mấy lần rồi? 3 lần. Có một lần lên đỉnh luôn, đi mất gần 4 tiếng đồng hồ, 3 thằng leo mở lâu rồi. Thời hồi sinh viên đi phải cầm cái rựa theo mà phát đường đi, càng lên cao nó càng kín. Đó gọi là mỗi tay gọi là đi nào tới gọi là hai rựa tới không. Đó bây giờ là mình đang trên đường đến với ốc đảo của team bọn mình ngày hôm nay anh em ơi. Một cái ốc đảo rất là tuyệt vời. Cái này nếu mà ở miền Tây gọi là cù lao đó. Xung quanh anh toàn là nước ê. Để đến ốc đảo. Mà xứ sở của team.
dụ như là đi quạt gà và ship cho người ta từ ở trên đảo. Khổ không kể xiết. Nói chung là chị mua mang về hoặc là ship tận nơi nha các bạn. Nói thành điện ngáo. Ồ, hấp dẫn vãi, nhiều dữ. Trời ơi, rớt con tôm rồi anh, phí quá. 5 giây, tí rửa. Anh giàu mà. Giàu à? Đây là món ăn tối nay nha mọi người. Tối nay mà 8 anh em xơi hết nhiêu này à, con gà nữa. Thêm nhiều xí đậu bắp với ớt chuông này. Đấy, ăn cho nó phong phú. Trong đây là nghệ thuật của sự cân bằng trong ẩm thực Việt Nam. Ăn dầu mỡ cỡ nào có một chút rau quả. À, thứ nhất là để đảm bảo được dinh dưỡng. Thứ hai là ngon. Đây là nướng mọi nha mọi người. Nướng mọi. Chơi là phải bà nha mọi người. Chén à, mang chén. Chén nhấp vào đây đàng hoàng nha. Đây là lều nè các bạn. Lều. Còn đây là trại chính. Trại dành cho anh Mặn Mặn và chú trại. Chú đảo hả? Chú đảo Mặn Mặn. Mới vô là chắc ăn là quỳ rồi. Đúng rồi. Đây là hướng dẫn chơi súp nha các bạn. Thế đầu tiên là các bạn phải quỳ như vậy. Để nó tạo ra cái thế cân bằng. Sau đó để cái súp tới. Bắt đầu đi từng bước. Thì chúng ta đứng lên được là chúng ta giữ cân bằng. Vẫn giữ như thế này. Để nó tạo ra cân bằng. Sau đó là đưa hướng cái đầu có chữ ra phía trước và để dọc cái sốc này và chiều tới thôi. Wow, má chuyên nghiệp vãi, professional super super. Trời ơi, má cảnh lãng mạn dễ sợ. Má giờ nó đẹp chứ. Má giờ đẹp quá. Đem bàn ghế ra, vô đem bàn ghế ra. Dùng cho anh bắn tắm này trong đồ mọi người lấy đà chuyển đủ rồi. Nước rất là trong nha các bạn. Nước trong lắm nha các bạn ơi. Trời ơi. Đây là người Pháp hả? Người Pháp. Really? Đây là khách giao lưu của mình nha mọi người. Người Pháp. Bởi vậy hiểu tiếng Việt không? Anh nói được tiếng Việt không? Chúc. Hello, super cảm biến. Hiểu vậy? Ủa, chạy. Hiểu đúng không? Vâng, xin em. Đây là cảnh hưởng thụ của 500 anh em. À, chỉ cần một cái bàn mang theo à. Cà phê cũng mang theo á. Giờ anh tiếp. Má uống cà phê và cũng đồ ba. Tùng á, nói cho má cháu này rồi, ngủ cũng view cho tầng gì đâu mà. Rất là hấp dẫn luôn à. Thật là trông chờ quá đi. Kia là có mực à, có tôm và có thịt nữa. Một mâm luôn này á. Má mẻ đầu tiên các bạn ơi, mẻ đầu tiên và đã bị cháy. Anh em tập trung sống ảo quá. Đây bây giờ là mình sẽ xử lý cái này. May mà thịt chưa bị gì hết. À, bây giờ mình sẽ rửa lại, rồi sau đó là sẽ nướng lại một mẻ mới. Đây các bạn, trong cái khó ló cái khôn, mình không có mang dẻ. Ra là khi mà bạn ra ngoài sông suối như thế này, thì cái cát. Cát sông này nó lớn hơn cát biển nha các bạn. Và có tác dụng làm sạch rất là tốt. Đây. Rửa cái là sạch luôn những cái vết bám bẩn. Nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ rửa sơ qua. Rửa sơ qua cái này. Sạch luôn. Nhưng mà để đảm bảo sạch sẽ nhất thì mình sẽ rửa qua một lớp nước sạch nữa. À, đây là kinh nghiệm mà các bạn khi mà mình đi cắm trại, mình đi camping gì với bạn bè thì mình cũng biết ha. Nói chung còn thất bại là vì cái mẻ đầu tiên mình bị nướng cháy, thành ra là bây giờ phải phục lỗi. Ok, sạch. Món này gà. Tên không sao. Gà hả mỏ. Tên không sao. Gà bún cột. Còn đây là gì, mực gì? Mực được này. Mực bóng đêm. Món này mực bóng đêm. Mực bóng đêm nên đen thui luôn. Quá nhiều. Bánh hỏi tôm. Bánh hỏi là tôm. Bánh hỏi lòng heo là xưa rồi. Giờ bánh hỏi tôm. Nó hấp dẫn vậy. Bánh hỏi hải sản. Đánh. Tiếng ca. Ngon anh. Đúng không? Không thể thiếu ớt được. Cái đó là của anh hả? À, của anh nhiêu đó hả? Cậu đó hả? Không thể thiếu ớt được bà ơi. Cuộc sống là thiếu ớt rồi. À, tối nay có cái này nè. Tối nay đổ máu với tôi đó. Thiếu gai rồi. Cái này loại không gai rồi.
chuẩn của Việt Nam kia ngồi anh. Đỡ lấy đùa hả? Đầu đỡ tốn chứ. Đỡ 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 đỡ. Tiền chưa đủ mà. Tiền chưa đủ mà ai ăn em đâu chuyện ăn uống mà em. Anh lấy em ly anh. Em giàu em mở ai em bia đúng không? Má thấy cái ly là hấp dẫn rồi. Luận vai vế là lục tôm. Anh quyết tôm ngọt quá. Tôm ai lục bia mà nó ngọt. Nước gì vậy? Lên anh em. Mực ra đem thui à? Mực à? Mực. Cái đó mới bổ. Trời ơi, dân ở đây là huyết mực cơ. Alo. À, vô vô vô. Vô vô vô. Em mua mua bia nữa nha em. 1 2 3 nha. Vô chung luôn. 1 2 3. Vô trước đi. Này. Đồ như căng vậy. Ra 10 giờ được không? Tình hình là được. Ngon anh em. Nói là anh ngủ rồi đây. Hình như vàng đẹp hơn rồi nè anh em. À, okay. Mà cái chỗ này nó hơi bị cháy xíu. Rồi giờ cái đèn cầm cái gì ngon rồi cho em. Hả? Cái đèn ánh vàng hả? Em vô đẹp. Cầm tháo đây luôn. Để im đó. Không có tháo gì hết. Rồi anh em nghiêm sắc đây. Nghiêm túc dễ sợ. Sắc hả? Đó. Im để im tôi làm cho mà. Rồi sẵn tay xé để. Đợi tôi bẻ cái cắm chưa. Bỏ xuống. Đó rồi bẻ ra. Trời ơi, phê vãi. 9 năm. Cái cái trời má. Nóng hổi luôn anh à. Lấy cái dao xé. Rồi rồi. Đó. Chưa chín đúng không? Đã ra, tôi cởi con gà chạy. Ăn được rồi, ăn được rồi. Ăn được rồi. Tưởng chưa chín để anh ra cái nướng mình anh. Nướng đỏ vô thấy thiếu hai cái đùi. Xét lạc lạc. Xét sâu đúng em, xét sâu đùng thịt, đùng xương. Gác lên mỏng. Gác lên xương đá này. Chuyên nghiệp là... Đây là anh cầm nha. Cái cắm chứ hả? Đây là cảnh dùng dao rất là điêu luyện của anh. Kéo được luôn. Điêu luyện. Tèo. Này. Mấy ông khói đúng không nào trời hiền ảo vậy? Ông thật anh sáng. Xe. Cái gì nữa mấy ông thật anh sáng. Ủa xin lỗi mà cái tay nó rửa cho. Ê anh. Này xin lỗi cái tay rửa cho. Trời dày vậy. Đúng rồi y xì đó. Hiền bí đó không mà chỗ đây. Ồ đẻ ra. Mấy gà. Ồ ghê. Lòng. Đồ hiền bí không là chỗ đây này. Ảo diệu. Làm gì chắc con gà nào mà xé nãy giờ còn khói. Đây là gà nướng. Mẹ gì? Nướng nó ngọt vậy anh. Gà nướng màng xương à. Đấy. Anh hiền bí quá anh ơi. Rồi sao bà đây bà đây. Sao coi kìa. Em giữ cái cây đó lắc nữa mình kêu bên này. Đâu bây giờ là ăn được luôn rồi á. Trời ơi. Má phê quá anh. Tiếng ơi. Sẵn dịp anh đứng ngoài đó anh bỏ hết củi má vàng tươi luôn à. Cầm mấy hai bên cái cây. Hiền bí lắm nha mọi người. Anh Tiến, cẩn thận. Cắm bị bánh tráng vô luôn nha anh. Cái này chấm như muối tươi xanh nè. Đúng rồi luôn anh. Chắc hết củi lên luôn anh. Đốt luôn. Anh chắc lên nó tự cháy anh. Sao? Ngồi kia đó anh Tiến. Sao hả? Làm miếng nữa biết sao. Làm miếng nữa hết con gà luôn á ba. Tao thì không có bình luận, không biết sao á. Nhưng mà tao thích anh. Đã tao ăn đi, ngon quá. Rồi, mời anh Tiến. Ngồi kia anh Tiến. Đột đóng ngồi kia. Ngon quá. Phiêu lắm các bạn ơi, đây là cả cuộc đời không biết mấy lần là bạn được cắm trại mà nhậu cùng với anh em ở ốc đảo như thế này. À. Đúng. Tắt đèn không? Tắt đèn không? Tắt đèn ngắm sao không? 48 À, bây giờ là 5:30 anh em. Mình thì dậy từ sớm rồi, từ hồi 5 giờ. Và bây giờ anh em còn bắt đầu dậy kìa. Dậy và bắt đầu là lấy củi, đốt lửa và nấu mì tôm. Món ăn không thể thiếu được trong những buổi cắm trại vào buổi sáng. Bây giờ mình sẽ rửa son. Và mình lại tiếp tục dùng cái cát này, cát huyền thoại. Bây giờ các bạn nhìn nè, cảnh trời ơi, bồng lai tiên cảnh. Tụi mình đang ở một cái ốc đảo nha. Để qua được bờ bên kia thì bắt buộc là phải đi bằng sup hoặc là bơi qua. Mà bơi thì nước thôi, thành lắm không bàn sâu. Bây giờ mình sẽ tráng qua sơ bằng một lớp nước lọc nữa cho nó sạch sẽ hơn. Nói chung đi chơi là không phải quan trọng về vấn đề sạch. Bảo sạch luôn. Đây là phong cách 4.0. Còn anh đây vẫn hì hục. Phong cách nhen lửa thời 0.4. Anh lấy hai viên đá anh chà nữa. Lấy cái củi á, lấy một cái cây củi khô chà trên đá.
Vâng anh em, sau một hồi vật vả thì đã có một cái ong táo như thế này. Bốn gói mì và bao nhiêu đây tôm các bạn? Giải cứu tôm hùm. Chiêu vải. Giờ bỏ mì tôm vô nha anh em. Trời, chén mì độc luôn á. Siêu siêu tôm. Rồi, gà to cá chua. Đó, nhìn cái chén mì là muốn ăn liền luôn á. Đây là đúng chất mì tôm này mấy bạn ơi. Đây, sau một hồi dọn dẹp thì bọn mình để xong rồi nè. Bây giờ là bắt đầu tải đồ đạc qua bên bờ bên kia, bằng sấp bờ bên kia, chỗ mà nhận chiếc xe máy kìa, xa xa. À, khoảng cách từ đây qua đó là gần 100m. Và không có sấp thì đảm bảo các bạn sẽ rất là khó qua đây, chỉ có cách bơi thôi. À, mà nếu mà muốn muốn chơi sấp thì liên hệ anh Sinh kia. Anh Sinh kia là trùm sấp của Quy Nhơn. Cảnh thơ mộng lắm các anh em ơi. Trời má nhìn cảnh này. Trữ tình và lời. Cảnh này mà dẫn theo bạn gái hay là người yêu lên trên này là thôi rồi. Hoặc là gặp cross, dẫn cross lên trên này cắm trại một đêm là sáng sau đảm bảo không cưa cũng đổ. Đúng anh Tèo? Không cớ. Sạch sẽ sau một đêm sung sướng thì bây giờ là trả lại những gì nó vốn dĩ thuộc về nó. Bye bye ốc đảo. Cái mỏm nhỏ này thì chỉ thường hiện vào mùa khô nha các bạn. Là tụi mình rất là may mắn. Chứ bình thường nếu mà đi vào tầm tháng 9, tháng 10 hoặc là qua tháng Giêng, tháng 2 thì cái chỗ này nước rất là nhiều, cái hồ này nước rất là nhiều và nó sẽ lấp đi cái ốc đảo này. Nó giống như Maldives vậy đó. Ăn một mùa đó. Ăn một không, Maldives thì mấy chục năm nữa nó mới bị nước biển che lấp. Nhưng mà cái chỗ này thì nó sẽ theo mùa. Thật ra là chỉ có những người rất là may mắn như anh em mình đây. Ừ. Nhân phẩm quyết định thành bại à. Trời, nó in cái mây xuống này. Quá cảnh. Năm chiếc giờ lại xả ra. Rồi tới nơi. Bây giờ lấy đồ lên nha anh em. Bây giờ tụi mình sẽ đi về nha anh em. Bây giờ là máy xe là thồ hàng hết rồi. Kết thúc chuyến camping buổi tối cuối tuần. Ngày nào thì không nói đâu. Biết là một buổi tối cuối tuần thôi. Thì bây giờ là anh em sẽ về ngủ một giấc. Tối tự do hành sự. Rồi bye bye anh em ha. Nếu mà thích kênh thì hãy like cũng như subscribe. Sẽ có những video rất là thú vị tiếp theo. Rồi, xin chào anh em ha. We bop and dippity hop, I'm as happy as I can be.